Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Rất vui gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Các bạn thân mến, sáng nay em đang có mặt ngay tại huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang. Một ngày mới xin chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Trong video trở lại Vĩnh Thuận ngày hôm nay, em xin mời cô chú, anh chị và các bạn cùng đi tham quan chợ nổi Vĩnh Thuận với em nha. Trước ống kính cô chú anh chị các bạn, đây là con sông Chắc Băng nè cô chú. Đây là gọi là sông Chắc Băng hoặc là dàm kênh sáng Chắc Băng. Đấy. Nếu như mình đi chợ nổi Vĩnh Thuận thì ngay cái ngã ba này nè cô chú. Ngay ngã ba này mình đi thẳng luôn, khoảng chừng vừa qua một cây số là tới chợ nổi Vĩnh Thuận. Ngay chỗ này có một cái quán cà phê Sông Đăng ngay góc bờ sông luôn nè cô chú. Phía bên trái em đây là cây cầu Vĩnh Thuận nha. Cây cầu này rất là đẹp cô chú. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng. Em đang đứng ngay cái vị trí của cái bờ kè bên dưới chân cầu nè. Cái con sông Chắc Băng này nè cô chú. Nếu mình đi thẳng từ hướng này là mình sẽ đi về Bạc Liêu nha. Đi ra tới sông Cái Lớn, đụng dàm giao với dàm Chắc Băng. Và ngay góc đường có mấy bên bờ bên kia có một ngôi chợ, đó là chợ Chắc Băng. Trên con sông Chắc Băng này á, hầu như rất là nhiều giỏ cũng như là ghe xuồng chạy tấp nập luôn cô chú. Đặc biệt là những cái chiếc giỏ thu mua cá tôm. Ở bên dưới có một cái chiếc ghe chở lá kìa cô chú, lá chầm và lá xếp, chạy hướng về chợ nổi. Còn hướng đi về chợ nổi là mình đi khoảng một cây số nữa, và đi thẳng nữa sẽ đi về Cà Mau, đi tới thị trấn Thới Bình của tỉnh Cà Mau luôn á cô chú. Ở đây có một cái ghe bán những cái cây tràm gừng nè. Rồi bây giờ mời cô chú chúng ta cùng đi về chợ nổi nha. Đi về chợ nổi thì mình sẽ đi qua cây cầu Vĩnh Thuận này, mình rẽ phải đi khoảng một cây số nữa nha cô chú. Vào cái ghe lá quẹo vô cái con kênh nhỏ nè. Ở trên con sông Chắc Băng này nè, sáng sớm thì ở chợ Vĩnh Thuận cũng có những cái chiếc tàu cao tốc chở khách đi Cà Mau, đi Cần Thơ cô chú. Đây cái ghe này chở lá xếp và lá chầm. Lá xếp thường thường là bà con sẽ lợp những cái quán cô chú. Ngay đây có cây cầu cũng rất là đẹp nè. Mình có thể đi qua cây cầu này đi về chợ nổi được luôn cô chú, nhưng mà điểm chính là phía bên bờ bên kia. Rồi mình đi về chợ nổi nha. Sáng sớm ở đây có bầy chim bồ câu tập trung ở đây ăn lúa gạo nè. Cách đây khoảng 4 tháng thì em có ghé Vĩnh Thuận, thì em có chia sẻ ngôi chợ Vĩnh Thuận. Thì hôm nay mà cô chú chúng ta cùng đi chợ nổi nha, chứ không đi chợ Vĩnh Thuận nữa. Ở đây có con đường nè, mình đi thẳng xuống đây là đi xuống chợ Vĩnh Thuận đó cô chú. Ngay góc đường này có cái Bách Hóa Vĩnh Thuận nè, chợ Bách Hóa Vĩnh Thuận. Cái con kênh nhỏ ngay góc đường này chính là con kênh sáng luôn, mà hướng này thì hướng đi về chợ Công Sự
đi về miệt thứ được luôn á cô chú. Hoặc là mình đi về Gạch Giá. Rồi bây giờ em sẽ đi lại đằng kia lấy xe mình đi về chợ Vĩnh Thuận nha. Ở đây buổi sớm có mấy chú mấy anh chạy xe ôm nè. Chào anh nè. Dạ. Đâu cậu quýnh lộn quá trời luôn coi phim đưa mặt. Nói mấy chú xe ôm đánh nhau hả? Ừ. Dạ. Các cái vụ rồi nó quýnh lộn nhau đi. Ở đây mình đậu đây đón khách hả mấy anh? Dạ. Để quá trời giờ biết làm gì. Ê quá hả chú. Vậy không có khách hứa gì trơn á, ngày đâu chừng vài chục ngàn à. Dạ. Giờ tính đi phố làm ở giờ chở anh đuổi về rồi giờ biết đi làm gì nè. Bây giờ hầu như là đi Bình Dương đâu cũng khó lắm. Chở nước tương giờ đi vô chùa bán đâu, đâu bán ngoài đâu. Dạ. Để dữ lắm em ơi, mà giờ đã có đọc kiếm đồng tiền lắm. Dạ dạ, bây giờ kinh tế khó khăn nhiều nhiều lắm. Đấy bây giờ ngồi gì không hả ông? Ngồi ăn bán, kéo có ông bán. Không đủ tiền ăn sáng nữa hả chú? Tiền sáng. Dạ. Dạ đi không về không đó. Dạ. Rồi chai nước thì về. Dạ bây giờ hầu như kinh tế khó khăn ai cũng vậy hết. Cảm thấy chán đâu. Ngồi buồn quá. Mấy chú luyện võ luôn hả? Rồi cảm ơn mấy chú mấy anh nha. Dạ. Bây giờ em sẽ đi về chợ nổi cô chú. Hôm nay em về đây đi tham quan chợ nổi. Bẻ qua lên cầu lên qua chợ nổi. Dạ dạ. Bên đây cũng được đó, bên đây bây giờ em quay cái lường lộ cho anh đi rồi đưa lên mạng luôn. Thử đẹp trai không? Dạ. Đẹp trai không? Có được bà giá đâu không? Hút. Đang quay nói gì không chờ. Em chút nữa em cứ đi đường này nha, đi đường này em coi em quay cái lộ đưa lên cho anh đi. À. Cái lộ gì bỏ quá trời xấu rồi. Lộ bên đây xấu lắm hả? Bắt giấy luôn nè. Cô bán mấy cái gỗ. Dẫn từ trái vào cái gỗ nào vậy? Dạ. Cô sợ cái phim cô chạy. Cháu nhờ chú Nguyễn đây được làm sao mà phải đường cái lộ cho em mới được. Cái đường đằng kia xấu lắm hả? Ờ lộ này xấu dữ lắm mà cái lộ sao điểm. À dạ dạ. Cái lộ bên đây là mình đi về đâu dạ, ha? Dạ rồi. Bên đây là mình đi về đâu anh? Chạy nổi nữa. Về đá. Còn mình đi thẳng luôn là đi đâu? Về đá. Đập đá. Đập đá. Dạ. Đập đá của Vĩnh Thuận luôn hả? Chạy đập đá của Vĩnh Thuận luôn hả? Vĩnh Thuận luôn. Dạ. Đây giống tới đá rồi là chạy thẳng hai cây là giáp canh Cà Mau với Kiên Giang. À chạy đập đá lớn không anh? Nhỏ chạy đá nhỏ chạy xã mà. À dạ dạ. Rồi em cảm ơn nha. Cái lộ quá trời xấu rồi giờ quay sao mà cho lên cái lộ lên cho bà con người ta là nhờ chính quyền đây làm sao chứ. Dạ. Đi họp hội hoài mà không ai đề xuất cái lộ chứ. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn nha. Chừng nào làm? Hả? Bây giờ mình sẽ đi về chợ nổi cô chú. Tranh thủ cái buổi sáng sớm này quay được cảnh xuồng ghe của bà con đi bổ đồ để đi bán trong những cái con kinh á. Sáng sớm bà con đi sớm lắm. Ở đây cũng có những chiếc ghe bà con cũng buôn bán cũng gần như tựa tựa như chợ nổi nè cô chú. Đây, ở đây cái ghe này cô bán trái cây nè. Đằng kia thì cũng có những cái ghe bán gạch nè, rồi bán cừ tràm. Ở đây cô bán trái cây hả cô? Dạ. Ở đây cô bán và sống trên ghe luôn. Đằng kia cũng có những cái chiếc ghe kìa cô chú. Ở đây em thấy có một cái ghe lò rèn. À, cái ghe này cái ghe đằng kia bà con làm cái nghề lò rèn kìa. Chào chú. Ở đây cũng có ghe lò rèn trên sông luôn hả chú? Ở đây cũng có cái ghe lò rèn trên sông luôn, hay quá ha. Ở đâu tôi lại con à? À bên ngang dừa. À bên ngang dừa nó qua. Dạ. Lò rèn số 3 Tuấn ngang dừa kìa. Về Vĩnh Thuận với lại về miền Tây á, lần đầu tiên em thấy được cái lò rèn ở trên sông luôn á cô chú. Mấy chú chạy xe luôn hả chú? Ờ đi xe. Dạ.
Đây, hai chú chạy xe cũng ngồi đây nè. Sáng được cái cuốc nào chưa chú? Chưa. Ngày dạ. Có bữa 200-300 ngàn, có bữa vài chục ngàn con ơi. Dạ. Đi có bữa. Dạ. Đây cái con lộ này hướng này mình cũng đi về chợ Vĩnh Thuận được nè cô chú. Ở vô chợ Vĩnh Thuận, đi chợ luôn. Vòng vòng dạ. Cũng ra tùm lum hết trơn, chỗ nhiều đường lắm. Dạ. Chỗ gì Vĩnh Nam luôn. Dạ, bây giờ con về chợ Nổi. Chợ Nổi được đây. Dạ, để cỏ qua cầu đi xuống ha. Ừ. Dạ. Về cái lò rèn ở trên sông rồi cô chú. Nó là một chiếc phà được chế thành có mui luôn. Em thấy hình như có quần áo đồ ở trên ghe luôn. Chắc là vừa sinh sống trên ghe trên cái chiếc phà lò rèn này luôn cô chú. Chị đang bơi qua mấy bên sông. Quá trời vô rồi. Đi vào bụng rồi. Rồi bây giờ mà cô chú đi qua cầu này, mình đi về hướng chợ Nổi nha cô chú. Đây là cây cầu Vĩnh Thuận. Hy vọng ngày hôm nay chia sẻ được những thước phim đẹp về chợ Nổi Vĩnh Thuận cho cô chú xem. Rồi, hiện tại là em đang đứng ở trên quốc lộ 63. Ngay chỗ đây là khu vực trung tâm chợ Nổi huyện Vĩnh Thuận. Đấy. À, hướng quốc lộ này mình đi thẳng là đi về Cà Mau khoảng 50 cây số nữa đó cô chú. Đây là khu vực trên bờ của chợ Nổi Vĩnh Thuận nha. À, phía bên dưới thì bây giờ là rất là nhộn nhịp ở bên dưới sông đó cô chú. À, ở đây thì có những cái dựa rau củ quả, đấy, trái cây. À, buổi sáng ở trên bờ nè. À, bên dưới thì cũng rất là nhộn nhịp nha. Để em chia sẻ một số cảnh ở trên bờ trước rồi sau đó mình đi xuống sông á cô chú. Đấy. Đây bà con đang lựa rau củ, trái cây. Rất là nhiều luôn. Rồi chào mấy anh. Ở đây là chợ Nổi anh vui quá. Chợ Nổi anh ơi. Dạ. Nhưng mà ở đây khúc này ở đây thì nổi trên bờ còn dưới mới nổi. Nổi dưới đây trên bờ. Đây là ở trên bờ ra mình sẽ đãi để độ để bán nè. Dạ. Nổi dưới sông là chợ Nổi. Dạ, đây vừa nổi vừa trên bờ luôn. Dạ. Ở đây là trong trung tâm luôn đó, trung tâm chợ Nổi. Dạ. Dạ. Tôi đăng lên đó. Dạ con quay YouTube chú. Được có đăng lên không? Dạ có. Đăng lên, đăng lên giới thiệu chợ Nổi. Mua đi giới thiệu. Cho mua để mua đồ những chứ. Đây là ông chủ nè. Chú là ông chủ à? Ông chủ vừa chuối. Dạ. À, có dưa gan kìa cô chú. Đấy. Dưa gan đây một bọc là 30 ngàn anh 10 kg luôn. À, bán bọc luôn ha anh. Dạ. 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 Ở đây có 2 3 ngàn nãy à. Chuối mình bán nãy hay bán ký chú? Nãy. Bán nãy hả? Ừ. Điếm buồn điếm một buồn vậy bao nhiêu nãy ha? Nãy tính tới. Mình tính tới luôn. À, bổ đồng vậy luôn ha. Bổ đồng bỏ quầy bỏ chót, quầy bỏ chót. Dạ. Một quài thì bỏ cái nải chót à, giá 2-3 ngàn đồng một nải nha cô chú. Đấy. Chú biết anh, chú ở đây là 2-3 ngàn một nải, chú nhỏ bự bán được 5 ngàn. Dạ. Rồi em cảm ơn. Bỏ nải chót hết trơn. Dạ. Có bông súng nha cô chú. Đấy. Bây giờ em đi ra phía sau á, mình đi ra xuống sông trước đi. À, buổi sớm thì bà con nhập hàng đồ nhiều hơn. Đây, ở đây là phía sau. Em đi ra phía sau đó nha chị. Ở đây là khu vực phía sau của chợ Nổi nè cô chú. Đây là khu vực sát bờ sông nha. Ở đây buổi sớm có những cái ghe khóm nè. Đây, nguyên một ghe khóm luôn. À, cô chú có thể nhìn hướng đằng kia kìa, rất là nhiều ghe xuồng luôn.
ở đây á thì có hai khu vực cô chú có thể nhìn thấy á. Một phía là những cái ghe lớn chứa hàng và một phía là những cái ghe bằng vỏ lãi nhỏ. Thì những cái ghe lớn đó là những cái ghe mà hàng hóa từ những cái vùng miền trên như ở Cần Thơ hoặc các tỉnh khác người ta về đây bán cô chú, hoặc là những cái ghe đó thu mua của bà con rồi sau đó để bán sỉ lại. Còn những cái vỏ đằng kia cô chú có thể nhìn thấy nè, thì đó là những cái vỏ mà rau củ quả bà con từ trong vườn mang ra. Đấy. Đấy. À dạ. Dạ, cô ở trong vườn ra hả cô? Dạ. Cái này khóm nhà hay là cô thu mua lại? Dạ. Này là khóm tắc cậu hả cô? Khóm cầu quao. Dạ. Mùa này là qua mùa khóm phải không cô? Qua rồi ha. Dạ. À, lúc đó là đỏ xong rồi luôn hả cô? Wow, vui quá ha. Dạ. Giờ lợi nhất là 12 ngàn trái hả cô? Dạ. À cái trái bự giữa đó ha. Dạ. Bây giờ là 12 ngàn một trái là giá sỉ. Dạ. Ở đây bà con mua lẻ hay sỉ gì cô cũng bán luôn. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Cô làm nghề bán ở trên chợ nổi này được bao nhiêu năm rồi cô? Tôi bán rồi 17 tuổi. Wow. Dạ. Cũng chợ nổi luôn ha cô. Mấy lần đó thì bán thấy chợ nổi á đằng kia. Lúc dạ. Đó đặng thì nó về lên đó tại đây là chợ ba chỗ rồi đó. Dạ, ngày xưa là nó gần chợ chính đằng kia. Dạ. Dạ. Là bán năm 17 tuổi. À. Dạ. Bây giờ cái tình hình buôn bán chắc nhiều giai đoạn nó cũng thay đổi nhiều hả cô? Dạ. 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 Bây giờ một ghe này là cô bán bao nhiêu ngày mới hết? Hai ngày. Hai ngày ha. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Bên đây cũng có những cái ghe khóm rất là nhiều nè cô chú. Dạ. Rất là đông luôn. Cô, những cái vỏ lãi nhỏ nhỏ đó là bà con từ trong ruộng ra hả cô? Dạ. Dạ dạ. Wow, sao con nghe bà con nói sáng sớm là nhiều người đi lấy hàng? 8-9 giờ mới đông à? Dưới này cũng đông mà trên bờ cũng đông, trên bờ xe. À, dạ. Nhà con dữ lắm, con chạy tối. Ở đây mình có bà con có bán cái món ăn gì ở trên sông cô? Bún hả? Dạ. Bán tới mấy giờ hả cô? À, nó bán cũng cả khoảng 11 giờ rồi. Cả 11 giờ rồi bán. 9-10 giờ vẫn còn bán phải không cô? Dạ. Để con hỏi. Dạ. Con hỏi cho biết để hồi con quay. Quay chia sẻ cho bà con. Dạ. Nó bán tới 10 giờ. Dạ. Dạ. 1 giờ đổ về chiều là buổi phiên chợ chiều của chợ nổi. Dạ. Rồi, chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Đây cô chú ở đây có những cái ghe khóm cũng rất là đông nè. Đấy.
Đây cũng là một cái vỏ khóm nè cô chú. Vụ gì đây? Dạ con đi quay phim. Dạ lên YouTube. Sao kỳ ha chú? Nó ghê vậy. Chạy nổi mà không la chợ quỷ ma nghe sợ quá. Đây kìa cô chú có thể nhìn thấy một cái ghe ở trên sông kìa, chở rất là nhiều đồ luôn nha. Đấy, chở chuối, quá trời chuối luôn. Sáng ngày là cô làm ly cà phê rồi. Dạ. Ở đây mấy dưa leo, mấy anh vừa vô bọc sẵn nè cô chú. Chợ nổi là một khu chợ bán sỉ nha. Đấy. Đây ở đây là có lê kima nè cô chú. Đấy. Những cái bọc lê kima. Ở đây là những cái xuồng khóm rất là nhiều luôn nè. Đấy, những cái trái khóm chín đỏ bà con sắp chung một lượt nè. Nhìn rất là đẹp. Mùa này là qua mùa khóm rồi cô chú. Nếu mà đúng mùa khóm thì chợ nổi là những cái ghe khóm phải nói là rất là nhiều. Wow, khóm chín đỏ luôn cô chú. Wow. Giờ này là chợ chưa có đông hả mấy anh? Chưa, chút nữa ha. Dạ. Đây, khóm nhìn mê quá cô chú. Tầm 9 giờ hả anh? Dạ. Vào bên kia bà con đi lấy hàng cũng đông nữa kìa. Đấy. Dạ cô chú anh chị các bạn thân mến, hiện tại là em đang dạ hiện tại là em đang có mặt ngay tại một cái vựa khóm rất là lớn nè cô chú. Đấy. Ở đây mấy anh mấy chị đang lựa khóm. Ở đây có cô đang mua khóm để về bán nè. Đấy. Bây giờ là tầm 7 giờ sáng nè cô chú. Rồi chút xíu nữa thì chợ mới đông. Chợ mà đông nhất á là sáng khoảng tầm 5 giờ sáng là có một đợt bà con đi lấy hàng. Rồi một chút xíu nữa là khoảng 9 giờ cho đến 11 giờ là một đợt nữa bà con đi lấy hàng. Rồi phiên chợ chiều là từ bắt đầu là khoảng 1 giờ chiều cho đến chiều là bà con sẽ đi lấy hàng một lần nữa. Bên kia thì những cái ghe lớn á cô chú, ghe lớn người ta dựa hàng bên đó. Còn bên đây là những cái khu chợ chợ ruộng nè. Đấy. Đây cô chú. Đây lấy hàng gì bán hay gì cô? Lấy hàng gì bán. Dạ. Ở đây hồi mình đi xuống, hồi mình sẽ nhờ một người bơi cho mình đi quay vòng vòng ở trên sông cho cô chú xem nha. Dạ. Dạ. Lấy vỏ lái hả? Thấy vỏ lái khó hơn bơi xuồng. 200 không? Bơi chưa? Chút xíu nữa bơi. 200 em. Mẹ ta đó 200 thì ta bơi. Ta hỏi đi bán đồ. Khóm rất là nhiều luôn cô chú.
xuồng vỏ là tấp nập luôn cô chú. Hello anh. Dạ. Thu luôn rồi. Dạ. Này khóm nhà hay gì anh? Ai đây khóm nhà? Này khóm mua đi bán lại anh ơi. Dạ. Sao chẳng được cái nào tiếp em hết rồi. Bên kia là có những cái vỏ nhỏ bà con đi bổ hàng hay là bán hàng đó cô chú. Rồi à, ông ơi có lấy như bự không? Có đi bự chưa? Mùa này là qua mùa khóm rồi, cho nên là cái giá khóm nó cao hơn cái lúc vào khoảng tháng 4. Khóm ở đây đa số là khóm gò quao. Đấy. Ở trên đây thì có bún riêu, hủ tiếu, cà phê trên sông luôn cô chú. Đây ở trên bờ là có một cái dừa gan nè cô chú. Dừa trái nào cái nấy rất là lớn luôn. Dừa gan chín thơm lắm cô chú. Rất là thơm luôn. Đây, trái nào cái nấy nứt hết trơn luôn nè. Trái nào chín mùi quá thì nó sẽ bị nứt đó cô chú. Đây. Khóm thì em thấy có loại là 4.000 một trái nè, 5.000 một trái cho đến 12.000 một trái. Dạ vô kênh ống kính đó đây. Dạ. Một ghe khóm thì mình bán bao lâu hết anh, trong một ngày không? Cái này thì xuống tiền ở chợ. Dạ. Lúc thì bán vài tiếng hồ hết. Dạ. Một ngày cũng có, hai ngày cũng có. Dạ. Quay dính cái bà đó chưa anh? Dạ quay rồi, quay rồi chú. Hey, bên đây thì những cái dừa rau củ đấy, cũng rất là nhiều luôn nha. Đây này cô chú, ở đây rất là nhiều xuồng vỏ luôn. Đấy. Rồi đủ chưa? Ở đây là những cái vỏ đi bổ hàng á anh. Dạ. Em thấy có thanh long nè, củ cải, bầu bí, ổi. Dạ. Đấy. Nguyên một đường vỏ đậu dài suốt phía đằng kia luôn á cô chú. Cái này mình bỏ về chợ bán hay là mình bán ở trên sông luôn anh? Dạ. Về chạy vỏ chạy vô kinh bán đó hả? Dạ. Ở đây có một cái dựa cá biển nè cô chú. Dựa cá ba linh. Ở đây không chỉ có rau củ quả mà có cả cá, hải sản và thực phẩm đông lạnh. Đây. Đây cái dựa cá thì bà con chứa hàng phía bên trong. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng nha cô chú. Đấy.
Đây xuồng vỏ là bạc la luôn. Luôn ở trên đây chắc cũng ít đồ ăn sáng ha anh, không có còn như ngày xưa hả? Không, ở đây chỉ còn chắc khoảng 1-2 ghe bán đồ ăn sáng ha. Còn được một ghe, có một ghe duy nhất thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Một ghe bún mắm, bún cá, và bán bún mắm với bún cá. Dạ ngày xưa chắc là nhiều ha anh? Không, cũng có ghe đó giờ. Vậy hả? Ừ. À, em nghĩ ngày xưa chợ nổi còn nhộn nhịp thì bà con sẽ bán nhiều hơn. Cái hướng này thì nó ngược nắng cô chú. À, đây là cô chú. À, lúc nãy thì ngược nắng quá thì bây giờ em sẽ bơi theo hướng đằng, từ đây về đằng kia. À, quay sẽ rõ hơn cho cô chú xem nha. Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cái chợ nổi. Ở đây là chợ nổi Vĩnh Thuận của Kiên Giang. Chợ nổi bây giờ thì không có còn nhộn nhịp và đông đúc như ngày xưa nữa, nhưng mà em cũng muốn gửi tới cho cô chú hình ảnh chợ nổi. Đây này quay bình thường thấy đi hai người rồi bạn. Dạ bình thường em đi có một mình à. Dạ. Tại thấy mấy trên kia là hai người không ạ? À? Dạ. Giờ hai người không đủ trả lương. Đây là đồ bán hàng tạp. Dạ. Chợ nổi bây giờ thì cũng giống như là vừa bán trên bờ vừa bán ở dưới sông. Dạ. À, cô chú có thể nhìn thấy một cái chiếc tàu cao tốc kìa. Đấy. Ở đây tàu cao tốc là đi về Cà Mau, Cần Thơ. Cà Mau, Cần Thơ ha anh. Dạ. Đấy. Tàu tốc cô chú. À, mỗi lần mà chiếc cao tốc chạy ngang là sóng rất là nhiều. Những cái chiếc xuồng ở đây là dễ bị tạt sóng lên cô chú. À, bình thường những chiếc xuồng ở đây là bà con thuê để đi mua hàng ở trên sông phải không anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Bình thường bà con mà thuê tự bơi là một chiếc 5.000 hả? Dạ. Chợ nổi ở miền Tây thì đa số cô chú biết rất là nhiều rồi. À, nhưng có một con chợ nổi rất là đặc biệt và vào mùa nước nổi em có quay 2 lần đó cô chú. Đó là chợ nổi cá đồng trên sông biên giới Việt Nam Campuchia. À, rất là độc đáo luôn. Cô chú chưa xem video clip đó thì có thể xem trên kênh của em nha. Chào cô. Đi bổ hàng gì bán hả cô? Dạ cô bán trên chợ nổi luôn hả? Ừ. Dạ. Ở đây là cô bán những loại hàng gì á cô? Bán bột, bán đồ không à cô ơi. Dạ. Bột mũ cho bà con đựng đồ đó hả cô? Ừ. Dạ. 20 kg bột trắng đi. Thôi chắc không còn, hắt luôn. Có nón lá rồi nữa kìa. Bán nước uống luôn. Đây các cô bán gì nữa? Đây bộ hàng gì bán hả chị? Dạ. Cái này giờ mình về mình bán nhà hay là mình chạy trên sông luôn? Trên sông. Dạ, chạy trên sông thì bán luôn. Dạ. Đi vô mấy cái đường mà ít xe đồ qua lại ha. Dạ. Trong mấy cái thùng này là mình đựng cá thịt thôi chị. Dạ. Dạ con quay giới thiệu chợ nổi Vĩnh Thuận. Ê quá hả cô? Dạ. Dạ. Ở đây có trái ly kima nè. Quay lên cho nó nổi nổi lên. Dạ. Quay cho nó nổi lên nữa. Giờ bỏ đủ đồ chưa chị? Chưa hả? Qua chợ cái nữa, cá nữa. Dạ. Qua lấy cá nữa. Đây cũng có cái một cái vỏ cô chú đi bổ hàng nè.
Đây phía trước là một cái dựa thanh long và các cái loại khoai củ sắn nè. Mình cũng bỏ hàng đi bán đông kinh hả chú? Dạ. Chợ mới là ở đâu chú? À, con không biết chợ đó. Dạ. Dạ. Ở đây em thấy có dưa gang nè cô chú. Bên đây là chị bán dưa leo, dưa hấu. À xin lỗi, dưa thanh long, dưa hấu. Rồi khoai lang. Giờ bổ xong là mình đi bán luôn hả chú? Ừ. Dạ. Dạ. Mình đi bán giờ này là có trễ không chú? Tại thường sớm bà con mua hàng nhiều. Về tới nhà rồi cái lậu nghỉ ăn cơm rồi cái đi bán buổi chiều. À mình bán chạy chiều. Ừ. Dạ. Dạ, thường mình đi một buổi tới chiều là mình về là hả chú? Ừ, chiều về. Dạ. Đây một cái giỏ kia cô cũng chở đầy hàng hóa để đi bán. Chú này cũng thuê xuồng đi bán, đi mua hàng nè. Chào chú. Đi mua về bán hả chú? Ờ, mua về bán lại. Dạ, chú chở bằng xe ha, chở bằng giỏ. Xe ha. Ờ, có cái nón kìa. Đi chợ nổi là phải đeo nón bảo hiểm nha. Dạ. Dạ. Ở đây cái ghe này em thấy bán cũng đủ đồ luôn nè cô chú. Đây. Chú mua thêm một bao cam. Đấy. Rồi xong một bọc rồi hả chú? Ở đây là bán xoài, chào cô. Ở đây bán xoài cóc cô chú. Đây. Ở đây xoài cóc Lê Kiên Ma đâu hả cô? Dạ. Dạ. Thường bà con đi bổ hàng lai gai vậy đó hả cô? Sáng đông thế này là hàng. Dạ. Nếu mà sáng sớm 5-6 giờ là bạn hàng mua nhiều hả? Mà cái này cũng ít, cái này bán cũng là chậm. Dạ. Cô nói giờ này bán cũng chậm lắm cô chú. Mình bán chạy nổi này được bao nhiêu năm rồi cô? 3-4 năm rồi. Dạ. Vậy là có người cũng thâm niên, có người thì cũng mới bán. Ờ, cũng mới bán. Dạ. Ở đây đa số là những mặt hàng đông lạnh. Đấy. Rồi, hello anh. Hello. Mua đồ xong chưa anh? Chưa. Chưa đủ hả? Chút nữa mới đủ. Dạ. Quay là tạm là vô chỗ mua bịch dâu đi. Dạ. Trong kia là quầy trái cây hả? Ờ. Dạ. Đây cái ghe gì bự quá này? Ghe là hàng bông. Hàng bông luôn hả chú? À. Ghe là cho lợn á. Dạ. À, cho cái vỏ của anh này bơi ra. Dạ, cái ghe lớn vô cho nên là cái xuồng của mình sụp lại. Dạ. Dâu nè cô chú. Đấy. Chợ nổi thì bán sỉ cho nên là mua lặn bọc cho đó cô chú. Đây ở đây bà con trang bị cho mình những cái lo như vậy để khi bán đông kinh á là sẽ bật cái lo gao lên. Đấy. Mấy
đi quay vậy nè, ghé chỗ người ta mua một phần đồ. Dạ. Về các người ta cho bà con á, tôi đi quay ở chợ nổi. Dạ. Cái này chắc phải mang xe theo quá. Mang xe tải theo. Đây chị bổ dâu về bán nè cô chú. Hỏi nè. Chôm chôm thanh long. Đấy. Chợ dạo này bán đỡ không anh? Chậm quá. Chậm quá hả? Dạ. Ra mà chậm quá độ lên giá là hàng nó nghỉ hết. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái hình thức thay đổi và phát triển hơn đó là những cái xe hàng và bà con bỏ cái ghe hàng bớt cô chú, giảm cái lượng ghe hàng bớt, đó là bà con bán bằng xe máy và xe tải nhỏ đi bán theo khắp xóm luôn. Dạ. À, cô đeo khẩu trang mà có sao đâu. À dạ. Năn nỉ vô tới nhà năn nỉ tôi đặt 40 tô mà tôi không làm nữa. À cho con định ăn sáng với lại chia sẻ bún riêu trên sông. Bún mắm hả cô? Bún mắm ha. Dạ. Đây cô bán nhiều năm rồi hả cô? 4 năm rồi. Dạ, đây cái tô bún mắm của cô chú. Tôi bán tôi không có chịu mà ấy, tôi không có chịu. À. Không có chịu lên hình rồi đó giờ. À. Cô đeo khẩu trang mà ai đâu thấy. Không phải à, thấy không thấy gì mà cũng thấy mà dù tại cũng thích. À dạ, nay cho con quay xíu đi cô ơi. Một tô vậy là ăn nhiêu hết cô? Dạ, hồi cô làm cho con tô luôn nha. Hơn 20 năm rồi nè cô chú. Dạ. Mình có đổi nhiều xác ghe chưa cô? Hai xác ghe. Hai xác ghe. Thì trung bình khoảng 12 năm là một xác. Dạ, ở đây có bún gì cô? Bún mắm rồi, bún súp. Hai tô, bún dạng súp. À, cho con bún mắm đi. Cô có hai nồi, một nồi mắm và nồi súp. Khác nhau là nó có mắm thôi phải không cô? Ừ, mắm với không mắm thôi, không có gì. Dạ. Thường mấy giờ là cô ra đây bán rồi cô? 6 giờ rưỡi rồi đi. Dạ. Bán tới mấy giờ là mình về cô? Hết bún về à? Dạ. Hết sớm về sớm. Dạ. Hai bún mắm. Trên ghe chợ nổi. Hình như chợ nổi Vĩnh Thuận là chỉ có một ghe của cô là độc quyền đó cô chú. Có nhiều ghe lắm mà giờ nghỉ hết rồi. Dạ. Cô nói là ngày xưa cũng có nhiều ghe nhưng mà giờ chỉ còn có mỗi mình cô à. 4 ghe. Dạ. Anh ăn sáng luôn nha. Thôi ăn đi. Anh ăn chưa ăn với luôn em kêu một tô luôn. Ha. Dạ, làm một tô cho anh bơi xuồng luôn cô. Cũng mắm luôn ha anh. Ừ, ăn dạ. Cho vui. Ăn đây cho vui. Ê chú ở đây dạ, thì có khuyến mãi không chú? Dạ. Chưa. Vô lên đi mình, vô lên đi mình. Ở đây mình vừa bán gì đó chị? Bán vật liệu xây dựng đi. Vật liệu xây dựng ha, vật liệu xây dựng vừa bán nổi vừa bán trên bờ luôn. Dạ. À, anh làm trước đi em à, sao đây ha. Dạ. Đây chú chèo, cái cây chèo của chú á là nhìn rất là lâu năm á cô chú, nó ma sát với nước nè. Dạ. Đấy. Đây cái chỗ này mà chú buộc riết nó mòn luôn hả chú? Dạ, thầy nó mòn cái cây. Cái cây chèo này chắc cũng cỡ cái chục năm hơn hả chú? Dạ. Đấy cô chú à, ở cái phần mái chèo là nó ma sát với nước nè, nó cũng làm cho mòn đi.
nước ngược chảy rất là mạnh luôn, nhưng mà chú chèo rất là khỏe. Dạ, như vậy mình đỡ phải tập thể dục luôn. À, xong rồi hả cô? Xong rồi, xong rồi. Rồi, cảm ơn cô. Đây, hài tù của chú. À, bây giờ mời cô chú ăn sáng với hai anh em nha. Để. Dạ. Rồi, mời anh. Dạ. Đây là cô chú. Đây có rau găm, cá lóc, thịt ba rọi, bắp chuối sắt. Một tô như thế này là 20.000. Đấy, rất là ngon cô chú. Mời cô chú nha. Đấy. Ở đây một tay em vừa ăn vừa quay cho nên là rất là khó cô chú. Dạ, mời cô chú thưởng thức cuốn mắm với em nha. Đấy, rất là ngon luôn. Ồ, rất là nóng luôn cô chú. Nóng quá, nóng quá. Ồ, cái nước ngon lắm. Cái nước cô pha vừa ăn quá ha. Đây, bà nấu cuốn mắm này ngon. Đúng là không hổ danh bún mắm 24 năm của chú, rất là ngon nha. Đặc biệt là cái nước cù pha ăn rất là ngon, rất là vừa ăn, rất là đậm đà nữa. Đây là em thấy có hình thành thêm một số những cái dừa mới ở trên sông nè cô chú. Là chợ nổi Vĩnh Thuận càng ngày bà con sẽ mở rộng ra thêm. Hy vọng là chợ nổi được duy trì lâu dài và phát triển thêm nhiều hơn nữa, chứ không có được mai một như những chợ nổi và mất tích luôn cô chú. Hiện tại những chợ nổi mất tích như là chợ nổi Ngã 7 nè, chợ nổi Ngã 5 ở Sóc Trăng, chợ nổi Ngã 7 thì ở Phụng Hiệp, còn chợ nổi Cái Răng Cần Thơ thì những năm gần đây theo như em được biết thông tin từ báo chí là chợ nổi sắp chìm luôn. Một cái tin mà rất là buồn cho nhiều thế hệ cô chú cũng như là cái nét đặc trưng của sông nước miền Tây á cô chú. Ghé đây trả tiền không anh? Dạ. Con gửi tiền không cô ơi? Dạ. Quá ngon luôn. Dạ ngon cô. Dạ, đặc biệt là cái nước. Đây, để tồn trước nghe con. Để tồn trước sao khỏi lấy. Dạ. Đây đây. Đây đây, đưa em cầm này. Đây, đồ đũa. Dạ. Bao nhiêu cô? Dạ, con gọi. Ai lộn. Ở đây mấy anh đang làm cũng kêu bún của cô ăn nè. Ở đây chắc ăn của cô nhiều năm hả mấy anh? Nhiều năm rồi, tại nổi tới giờ. Dạ. Ăn bún kêu luôn, ủa bún mắm luôn cô ơi. Bún mắm luôn. Đấy. Dạ con quay lên YouTube cô. Kênh ống kính đó đây. Dạ.
cô chỉ biết coi Đài Kiên Giang à. Lúc sớm thì quay khóm trên bờ, bây giờ quay khóm dưới sông. À, những cái trái khóm rất là bự luôn cô chú, mấy trái khóm trên bờ bự lắm. Mùa này là qua mùa khóm rồi nhưng mà em thấy cũng còn rất là nhiều nha. Nếu mà đúng mùa thì nó số lượng khóm còn nhiều hơn nữa. 64. Đấy. 65. Đây anh chị này cũng bỏ hàng đi về bán nè cô chú. Tại đến học làm YouTube luôn à. Mua đủ chưa anh? Đủ rồi. Đủ rồi hả? Dạ. Đây các cô bán bí. Bí củ sắn. Đấy. Chào cô. Ở đây mình bán bí với củ sắn hả cô? Bán củ sắn dưa hấu cơm. Dạ. Hay mà. Dạ. Khoai lang. Khoai lang. Mày quay tao lên đài á. Dạ. Nãy giờ tao trả lời cũng nhiều quá. Chị biết hát không? Hát câu luôn chị. Hát tiêu đó chị, bên đây có thằng này hát hay lắm nè. Dạ. Đây bí bánh xe không ha? Phải gọi là bí gợ đó cô chú. Đây khoai lang, khoai ngọt. Mình bán chắc cũng mấy chục năm hả chị? Trời ơi, chị bán mới đây. Mới đây hả? Dạ. Giáo nhỏ nha. Anh ơi, giáo nhỏ này nhiêu vậy? Môn giáo nhỏ nhiêu? Khoai cao, khoai môn. Trời, chị cảm ơn cưng đó. Mới lên đài rồi ta. Dạ. Nhất luôn á. Cái ghe này của chị gì đây? Để bà con không biết. Của anh Tâm ha. Dạ. Ghe mình ở dân đây luôn hay sao? Ở đâu chị? Dạ. Cái biển số là nó không có miêu tả đến cái tỉnh nha cô chú. Ghe của anh này cũng bán dưa hấu, bí, khoai. Bây giờ mà hình thức những cái cây bẹo treo như ngày xưa á, không có còn nhiều nữa cô chú. Như ở đây treo một cái dưa hấu nè. Chặt hết nó bán. Ở đây có nguyên một cái giỏ bán dưa gan luôn nè cô chú. Vàng tươi luôn, rất là đẹp. Đi xuống đây chặt luôn cái này. Đấy. Đó. Biết đi vô hả? Không? Đây bên đây là khóm vô bọc sẵn đây nè cô chú. Mấy trăm vậy? Như bọc rồi, 300. 300. 60 cái hả? Cái giá này nó đủ chứ, bỏ gì gì luôn nha. Dư không dư? Đủ liếu rồi đó. Rồi. Phải. Phải rồi, sớm chị nói chị biết hát là em đi chị rồi. Trời đất ơi, để bữa sau em lại em mang cái đàn theo ha. Đã phải tôi bơi là tôi ca luôn. Bây giờ hát bài luôn đi chị. Bản một là chợ nổi chìm luôn hả? Ở đây có cái quán hủ tiếu mì cơm luôn nha cô chú, phục vụ cho bà con luôn. Đây là cái giờ mà bà con tiếp tục đi mua hàng này cô chú. Đa số là những cái dừa đều ở trên bờ và những cái ghe nổi ở trên sông á, là chỉ có khoảng chưa được 10 ghe.
cho nên là xuồng giỏ tuy nhiều nhưng mà bà con lên bờ để mua hàng thì nhiều. Đây. Bên đây là gao nè. Đấy. Đây là một cái bè nổi. Đây, xe tải xuống hàng. Đây là đang nhập hàng xuống cho giữa anh. Dạ. Anh quay YouTube kênh của anh là YouTube. Quay đại đi anh ơi. Dạ. Tu má là nhà tốt lắm. Rồi hello. Quá trời cho thành phố rồi chậm. Cái kênh anh là kênh gì á? À kênh ống kính đó đây. Dạ ống kính đó đây. Dạ. Đây rau củ quả cô chú. Đây. Cô chú như lúc sớm em có nói đó, ngoài những cái xuồng giỏ và những cái ghe hàng như ngày xưa thì bây giờ những cái hình thức buôn bán như là xe máy hoặc xe tải nè, thì đây là những cái xe mà mấy anh mấy cô đi bổ hàng để về bán theo sớm nè cô chú. Đấy. Đấy, đây là những cái xe chứa hàng để bà con đi chở bán theo khắp sớm nè. Đây là những cái kệ và những cái tụng là bà con tự chế luôn. Đây là có đầy đủ nước nôi, nước uống, rau củ, cân, mỗi thứ một ít nè cô chú. Rồi quay chị này. Chị này là sao anh? Hả? Chủ vựa hả? Dạ. Ở đây một cái xe tải rất là lớn đang xuống hàng á cô chú. Đấy. Rồi để em đi ra phía sau nha cô chú. Quá trời đông rồi. Wow, cà chua quá tươi luôn. Cà chua nha, rất là nhiều. Một cái xe này vừa chở cải, cà chua, hành, dưa leo, củ cải. Đây nè. Rồi em đi ra phía sau mấy cái ghe phía sau cô chú. Đây quá thì vui luôn rồi. Đây chồng quá. Đây là những cái dựa rau củ ha, đầy đủ luôn. Wow. Hello chị. Nãy giờ này là bà con bắt đầu đi mua hàng nhiều rồi đó cô chú. Chợ dạo này bán đỡ không chị? Bán hết rồi bên ơi. Dạ. Cũng tùy theo bữa ha, bữa thì ấy, bữa thì bán được. Bữa nào cũng ấy là đi Bình Dương luôn hả chị? Bữa nào cũng ấy là đi Bình Dương liền. Dạ. Còn gì để nói nữa. 15 ngàn là không? 15 ngàn là lẻ. Đây, nó đây mà tắt vậy nè. Ở đây.
đây cô chú mấy cái ghe khóm lúc sớm nè, bây giờ bán cũng được nửa ghe rồi. Cái vỏ này lúc sớm nhiều lắm, bây giờ bán được nửa vỏ rồi nè. Khóm nhìn rất là ngon luôn nè cô chú. Đấy. Wow. Này bán lẻ hả? Bán sỉ gì cũng bán hả? Anh ơi, dạ. Anh ơi, tính tiền luôn đi, rồi em để đẳng cho tài xế nó lên luôn à. Dạ đây là giữa khóm của chị gì đây, nói đây người ta biết. Của gì năm mới, gì năm mới chợ nổi Vĩnh Thuận ha. Dạ dạ đâu là gì năm đây, phải không gì năm đây, gì năm mới đây. Giới thiệu lộn mai mốt biết đâu bà bán khóm luôn à, bà chiếm mối luôn à. Đây tái đã quá, tái này cũng rất là ngon nè. Hồi em mua trái ăn có bán không? Hồi bán cho em ha. Hồi bao gọt giúp em nha chị. Bao gọt luôn. Dạ. Bao gọt á, bao gọt. Luôn. Dạ, để hồi ăn thử cho cô chú xem luôn. Cơm ở đây ngọt như thế nào. Đấy. Để chút xíu nữa mấy chị rảnh em nhờ mấy chị gọt giùm trái khóm cô chú. Rất là ngon luôn. Bao ngon luôn. Dạ. Quay quay chứ không xong. Chị gọt cho con trái em ăn luôn nha chị. Bán cho em trái đi, lựa thế nào ngọt ngọt đi. Wow, tới đó chín đẹp á. Đây, cái khóm nhìn chín đẹp quá. Này khóm wow luôn á chị. Ở đây khóm U Minh Thượng. Ở đây chắc ít bà con bán khóm của Tắc Cậu ha. Tại trên đó thì xa. Ở đây kế bên là có khóm rồi. Này chị bán khóm có cái ngón tay rất là đẹp nha cô chú. Ê, trời ơi, đừng có quay nó trời. Quay một hồi nó chạy xuống bây giờ nè. Đấy. Quá ngon luôn. Wow, quá ngon luôn. Wow, chị gọt rất là điêu luyện. Bữa đang lên mạng người ta bán cái cây gấp á, mắc á. Người ta bán cái cây gấp mắc á, nhanh dạ. Lắm. Chị chưa mua cái đó hả? Không, ở đây em đâu gọt bán đâu, tại anh ăn đây mới gọt chứ ở đây người ta bán. Dạ. À đúng rồi, đây bán sỉ không mà. Đúng rồi, bán sỉ. Dạ. Bán lẻ người ta có mua gì người ta ăn lên, người ta đâu có mình đâu có gọt. Dạ. Đây tới khóm nhìn thấy rất là ngon cô chú. Đấy. Đây tới khóm em vừa nhờ chị gái gọt nha cô chú, rất là ngon, ngon lắm. Rồi em mời cô chú dùng khóm ở chợ nổi Vĩnh Thuận với em nha. Ngon quá cô chú. Thơm nha em, ngon quá. Hình như là ở đây không có muối cô chú. Thơm ngọt quá anh. Ngon. Nghĩa đây chắc không có muối ha. Dạ, chín cây luôn hả? Dạ. Dạ. Nãy con quay chị gọt khóm rồi. Có ba đầu quỷ nha. Thằng Thanh Long đồ mà ba cái đồ ấy nó không lên mà đồ bóc cải nó lên. Đồ hàng bông lên lắm hả anh? Dạ. Dưa leo bóc cải gì cũng dữ. Dạ. Chứ đồ ngoài đồ ấy dưa leo không nổi. Dạ.
Không mở ngoài này rồi, cái trăm trăm mấy vậy đó, trăm á. Nhiều. Trăm hai. Tại giờ đảo lấy xanh. Lên giá thì bà con bán hàng rong có người nghỉ bớt hả? Không có nghỉ mà dạ. Lấy đồ mốt khác. Dạ. Lên quá thì mình tăng cái giá người tiêu dùng. Mà vô trọng mình bán tăng lên, ta không mua. Ta không chịu ha. Dạ. Thôi chứ rồi chạy trọng nó đang rẻ rồi, giá hỏi có không? Có hỏi nhiều 60 quốc cho mẹ ai mình 30 kg bán là 1.000 kg chơi ta. Ở đây chú cũng đi bán dạo thôi chú. Bán giỏi ha. Dạ. Bây giờ mình lấy chắc mình bán chợ chiều thôi chú. Bán ở đây thì lấy chạy tới Sông Đốc chứ, bán 2-3 bữa mới về. Ồ, ở đây đi Sông Đốc xa à? Đây đi Sông Đốc à. Mấy ghe này là dưới Trần Nhân Thời, Sông Đốc luôn hả? Dạ. Mình chạy giỏi này thẳng dưới luôn rồi chú. Ừ, bán dài, dưới tối, dưới mình nghỉ dưới sáng, bán vòng vòng dưới, bữa sau cái mình chạy bán dài về. Dạ, cái giỏ nhỏ thì mình ngủ sao chú? Không, cũng có chạy xuống, không chạy xuống, cắt đi ở trên nhà mình, đèn điện, rồi đủ dọn cái ra, nhờ có không? Dạ, kiểu như bà con quen thì mình mưa, mình mời nhờ dưới mấy sông vậy đó. Dạ. Từ đây mà chạy đến Sông Đốc là bao nhiêu km chú? Từ đây mình đi xuống Sông Đốc là bao nhiêu km? 200 bạc hả? 350 à, cái này à? 60 cây. Con có ghi không? Dạ. Đừng có ghi ổng nha. Con quay ổng luôn nãy giờ lại. Mất lên truyền hình. Hình ở đâu? Dạ con lên YouTube. YouTube ạ. À? YouTube á, YouTube á con. Có cô xài dạ. Gì? Không. YouTube. Dưới đây có tiền không? Dạ. À, lại đi nữa. Cô mở ra có cô chẳng nha. Rồi, có luôn. Không này luôn. Dạ, có hết. Dạ. Dạ thì khán giả xem thì con cũng có kinh phí. Dạ. Nhiều thì không có lợi lợi chứ. Dạ. Ở chợ quay cái này quay YouTube này nó lên nhiều, ta xem lượt nhiều thì có hay là được mình được hoa sa và được chơi giấy bạc. Dạ. Thì em lợi nhiều quá. Thích coi nha, bên thằng nhất thương á. Dạ. Như thằng đồng đạo Bình Dương ngủ quá không? Nó là người ta xem nhiều nhất luôn á. Bây giờ là xuống chuẩn bị sức bến hả chú? Chưa, còn lấy mấy nhiều lắm lấy không bỏ được. Dạ. Ở đây là có những thương lái từ dưới Sông Đốc Cà Mau luôn cô chú. Ừ. Lại quay mập đó kìa. Dạ. Con biết sao không? Biết sao không? Dạ. Đường Sông Đốc Cà Mau. Quay mập đó kìa. Quay mập đó kìa. Dạ. Tại vì cái chợ này người ta thích đàng hoàng, cứ lấy nhìn thấy mảnh. Dạ. Cô là chủ vựa hay cô đi bán? À chú đây luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn cô chú. Dạ. Đây nè cô chú, có cái lò ha, để rau á. Rồi cô chú, anh chị và các bạn thân mến, video về chợ nổi Vĩnh Thuận của em ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây nha. Cô chú, anh chị và các bạn yêu quý kênh thì vui lòng cho em một like, một bình luận và một đăng ký kênh nha. Để em có động lực chia sẻ nhiều video hơn nữa cho cô chú, anh chị và các bạn xem. Em xin chào và hẹn gặp lại. Lấy mở miệng ra.